Chào các bạn. Bữa hôm nay mình sẽ nấu cho các bạn một món. Xin chào các bạn. Và bữa hôm nay mình sẽ nấu cho các bạn một món ăn rất là tuổi thơ. Đó chính là món ăn được mang tên là cà dầm. Xin chào các bạn. Bữa hôm nay mới đi làm về. Thì mỗi bữa khi mà mình nói cái câu xin chào các bạn xong á thì hai vợ chồng mình sẽ nấu cho các bạn ăn những nấu cho các bạn coi những cái món mà rất là vui, rất là phê. Nhưng mà bữa nay thì mình sẽ nấu riêng một mình để mình đãi một người bạn của mình, đó chính là anh Tào Tháo. Thì mình sẽ làm một món cho riêng mình thôi, giờ tại vì mình biết vợ mình không ăn đâu. Thì mình đố các bạn mình sẽ làm món gì. Các bạn nói đúng rồi, đó chính là một món đã gắn liền với cái tuổi thơ của mình. Cái món này được mang tên là cà dầm đá đường. Đây ha. Thì bữa nay mình mới lục trong bếp được mấy trái cà các bạn. Thì mình sẽ làm món cà dầm đá đường cho các bạn coi. Nếu mà các bạn nào chưa biết cái món này thì các bạn hãy coi nha. Tại cái món này nó gắn liền với tuổi thơ của mình các bạn. Thì để có được cái ly cà dầm đá đường thì cái nguyên liệu đầu tiên của mình sẽ là cà và đá và đường các bạn. Rồi sau đó mình sẽ dầm vô. Một cái nguyên liệu rất là quen thuộc và rất là rẻ tiền. Ok. Bây giờ mình sẽ chế biến. Công đoạn chế biến thì rất là đơn giản, đó chính là các bạn sẽ tách những cái trái cà này ra. Ok. Thì những cái trái cà này các bạn có thể bỏ hột, các bạn không cần phải giữ hột cũng được. Thì tại các bạn thấy mình ăn thanh long mình nhả hột thì các bạn tưởng cà mình cũng phải nhả hột. Cà thì nếu mà các bạn là thích ăn hột thì cũng được. Nhưng mà tại vì mình ăn thanh long mình nhả hột quen rồi, bởi vì cà mình cũng nhả hột luôn. Ok, bây giờ các bạn cứ đặng nó ra. Có nhiều người họ rất là thích ăn hạt cà các bạn. Ok, bây giờ mình đã cắt cà nó ra rồi, bây giờ mình cho hai trái cà. Ok. Nhỏ. Nó mình thấy anh đi dầm cái này, tức gọi là cà dầm đá đường. Tại mình nói là mình phải dầm ra nó mới gọi là cà dầm đá đường. Tại nếu mà mình cắt ra thì nó không phải gọi cà dầm đá đường, nó mà nó gọi là cà cắt đá đường các bạn. Ok xong rồi. Bây giờ mình đã có cà rồi, giờ mình phải bỏ sữa vô các bạn nhé. Ok các bạn ơi, bây giờ mình cho tí sữa vô đi. Món ăn quê hương của Việt Nam mình lúc nào cũng bỏ sữa vô các bạn. Lên đây bây dầm vậy. Cái này mà nếu mà các bạn nào mà chưa ăn thì là thử đi ăn rất là mát. Tại mùa hè mà các bạn ăn cà dầm đá đường nó rất là mát nha. Okay. Bây giờ mình sẽ dầm nó ra. Thì hồi bữa mình làm đá bào rồi rất là nhiều bạn thích. Bữa nay mình sẽ làm cà dầm đá đường. Ok, bỏ tay quá. Rồi xong rồi. Bây giờ mình bỏ đá cho các bạn. Ok các bạn ơi, sau khi bỏ đá vô rồi đã có một ly cà dầm đá đường huyền thoại của những đứa trẻ Việt Nam, thấy không? Cái này là hồi xưa nhà nghèo mà có một ly này gọi là có phước các bạn. Không phải là ai muốn ăn được ly này là cũng được đâu. Ok bây giờ dầm nó ra. Bây giờ ăn thử các bạn. Tuổi thơ tràn về, tuổi thơ tràn về các bạn. Nhưng mà hồi xưa các bạn biết không, mình ăn cà dầm đá đường á, nhà nghèo á, nhiều khi không có tiền mua lon sữa với sữa ông thọ các bạn. Nhiều khi không có tiền mua sữa bò, bởi vì chỉ có cà dầm đá đường thôi. Cà dầm đá đường mà có thêm sữa là một ân huệ. Đó, bây giờ cái ly cà dầm đá đường của mình là đã ngon rồi, là đã chuẩn rồi đó nha. Nhưng mà bữa nay nếu mà mình làm cho các bạn coi một ly cà dầm đá đường thôi á, thì mình không có quay phim đâu, cái video của mình đâu có đơn giản gì đâu. Đây là ly cà dầm đá đường của Việt Nam nha. Bây giờ mình sẽ làm cho các bạn ly cà dầm đá đường của Mỹ. Vô.
Ok các bạn ơi, thì có lẽ các bạn nói mình nói nổ, thì người ta nói là đi một ngày đèn học một sàn khôn. Thì hồi xưa mình ở Việt Nam suốt ngày chỉ loanh quanh ở cái Bạc Liêu không, mà mình cứ tưởng là chỉ có người Việt Nam mình mới uống cà dầm đá đường thôi. No, you wrong my man. Khi mà mình qua Mỹ mình biết người Mỹ họ cũng uống cà dầm đá đường nữa, nhưng mà cái họ uống cà dầm đá đường á, nó lên tới đỉnh là level cuối luôn rồi. Giống như các bạn chơi game mà các bạn chơi từ level 1 mà tới các bạn chơi tới level cuối á, các bạn chơi game level 1 các bạn không có đồ nghề chứ, các bạn chơi game tới level cuối các bạn có đủ thứ bảo bối. Ok, thì trên tay mình có một cái ly này gọi là ly Bloody Mary, mình tạm dịch tắt là cà dầm đá đường của Mỹ đây. Ok, thì đây là cà dầm đá đường Việt Nam và đây là cà dầm đá đường của Mỹ. Thì có cái gì khác nhau, mình sẽ làm một ly cho các bạn coi. Cái ly này gọi là ly Bloody Mary, thì trong đây đã có tương kè các bạn. Tương kè này người ta đã xay nhuyễn rồi. Thì trong đây gồm có là các bạn thấy không, chanh nè, ớt nè, tỏi nè. Ok, nó có tôm nữa các bạn. Đúng là nhà giàu có khác. Ok, bây giờ thì mình sẽ làm một ly cà dầm đá đường như y chang như vậy các bạn. Các bạn thấy không, nó có cần là nó có chanh này, nó có này nữa. Ok, bây giờ mình sẽ bắt tay vào thôi. Ok, thì trước tiên mình sẽ lấy cái ly coi các bạn, cái ly này rất đẹp. Bây giờ mình sẽ thấm nước xung quanh cái miệng ly đi. Ok, các bạn phải để cái miệng ly ướt nha, và các bạn phải xài muối tôm. Cái phần hấp dẫn nó tới các bạn ơi. Bây giờ các bạn phải cho cái ly của các bạn dính muối tôm nha, tại lát nữa các bạn uống cái này á, các bạn phải ngậm cái miếng muối tôm. Các bạn thấy chưa, thật là hay cái mèn. Thì bây giờ mình sẽ lắc cái cà lên đó. Ok, lắc cái cà lên. Nếu mà các bạn uống không quen, cái mà uống này ra mà ói luôn á nha. Nhưng mà nếu mà các bạn uống cái này nó rất là mát, cái này nó giúp cho cái hệ tiêu hóa của các bạn nó rất là tốt nha. Cái này mình nói thiệt, cái phải mình nói dốc được nha các bạn. Các bạn thấy không, nó chỉ nè, bỏ này vô xong rồi bỏ rượu vodka vô xong rồi bỏ một cái cọng cần vô xong rồi bỏ chắc một lát chanh vô. Ok, thì bữa nay mình sẽ làm cho các bạn một ly cà dầm đá đường level cuối các bạn. Thơm ơi, trong đây nó đã trộn sẵn ớt và tiêu và hành, nói chung là đủ thứ. Bây giờ mình sẽ bỏ ở đây đó, các bạn thấy chưa. Thì mình chơi hết bình luôn đi, chơi hết bình luôn bạn. Rồi bây giờ nếu mà chỉ có một ly cà như vậy thôi á thì nó nhàm chán lắm, đúng không? Ngủ đâu, các bạn phải bỏ vodka vô nha các bạn. Đây là vodka nguyên chất nha các bạn, thấy chưa, vodka ngủ mạnh. Các bạn đừng có nói là nhân lì đổ nước lạnh vô đây nha. No, cái kênh của mình là mình nói sao mà làm vậy, cái này là vodka nha các bạn, không phải nước lạnh đâu nha. 40% vodka. Wow, thơm quá các bạn. Đúng là dân nhậu ngửi cái mùi củi đó. Giống như hết xì ke vậy, giống như hết xì ke vậy. Bây giờ trong cái ly này nó đã có là thương cà rồi các bạn, bây giờ mình bỏ vô đây luôn. Này đừng có góc nhiều nha, mạnh lắm chứ các bạn. Cứ ít thôi, nó nhiều xỉn á. Ok, bây giờ mình sẽ quậy nó lên đều các bạn ơi. Bây giờ thì mình cứ bỏ đá cho thôi, nó không có gì phức tạp chứ. Cái này các bạn thích uống á, các bạn ra ngoài chợ mua về nó pha sẵn rồi các bạn uống thôi. Okay, không có gì phức tạp hết. Rồi bây giờ mình cho đá vô thôi các bạn. Y chang như ngoài tiệm bán luôn các bạn ơi, y chang như ngoài tiệm bán luôn. Nhưng mà nếu mà để làm cho giống cái bình này á, mình phải dắt cái cọng này vô đó các bạn. Đó, đây là thật ra đây là cái muỗng các bạn, nhưng mà họ không xài cái muỗng, họ xài cái cọng cần. Bây giờ để cho cái thì có lẽ này. Các bạn nói mình là chế biến tầm bậy ăn vô bị gặp Tào Tháo các bạn, thì bây giờ mình sẽ cho các bạn coi cái này nó gọi là gì. Bây giờ mình sẽ lên mạng, mình sẽ bấm chữ Bloody Mary vô. Ok các bạn đợi mình xíu nha.
mình sẽ bấm Bloody Mary ha. Bloody Mary, ok. Thì bây giờ mình sẽ coi cái công thức của những cái nhà hàng chế biến như thế nào các bạn. Quá trời fan hâm mộ nhắn tin mình luôn mà mình không có thời gian đọc nè. Đó, các bạn thấy không? Đây là một cái ly Bloody Mary bình thường. Các bạn thấy không? Đó, họ thay vì họ bỏ cái cần thì họ bỏ trái ô liu và cái kia. Còn đây là một ly Bloody Mary đơn giản. Họ chỉ bỏ ớt xanh nè với lại cần xung quanh thôi. Đây là một ly Bloody Mary đơn giản các bạn. Nhưng mà mình muốn làm sang hơn nữa thì mình có thể bỏ tôm xung quanh. Mình có thể bỏ muối tôm, cái này muối tôm của Mỹ chứ không phải muối tôm Việt Nam các bạn. Còn ly này là quá sang luôn các bạn nhìn nè. Còn nó có dưa leo nè, nó có tôm nè, nó có bacon nướng nè, thịt ba chỉ nướng nè, còn nó có cái cọng cần nữa. Đúng là sang quá các bạn. Thì nếu mà các bạn nói mình chế biến bậy thì các bạn hãy nhìn nè, cái này là nhà hàng 5 sao chế biến nha các bạn. Đó, họ có bỏ thịt ba chỉ nè. Cái này ồ cái này ngon các bạn, nhìn nè. Một ly Bloody Mary, họ bỏ khoai tây chiên rồi họ bỏ gà nữa. Quá trời, ô cái này mới đã nè, các bạn nhìn nè. Không, các bạn thấy một ly cà dầm đá đường của Mỹ nè. Họ bỏ đi một cái cánh gà luôn rồi họ uống. Đó. Các bạn nhìn hấp dẫn không? Các bạn thấy chưa? Đây là cà dầm đá đường là gọi là level cuối các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy một ly cà dầm đá đường không? Cái này gọi là Bloody Mary các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ quay trở lại nè, cái này là làm đơn giản cho người ta coi thôi nè, các bạn thấy không? Đó, không có gì gọi là phức tạp hết. Nhưng mà nó rất là ngon. Nếu mà các bạn ghiền á thì các bạn có thể làm chỉ uống cũng được nè. Các bạn có thể đựng trong cái hũ cũng được. Ok. Bây giờ thì mình sẽ đi chuẩn bị thêm một cái cho nó đẹp mắt các bạn. Các bạn nhìn nè, đẹp chưa? Ok, nhìn như vậy là các bạn đã biết mình không có nói láo rồi, ok. Vậy bây giờ mình phải trở lại với cái ly. Ok các bạn ơi, sau khi mà mình cho các bạn coi hình thì mình đã cố gắng làm một cái ly Bloody Mary thiệt là giống trên cái hình này, các bạn thấy không? Bây giờ mình có hai cái xiên thịt nướng nè. Mình có cái cần rồi mình có muối nữa. Cái ly Bloody Mary của mình nó đâu có thua xa gì với lại nhà hàng 5 sao đâu các bạn thấy không? Bây giờ ly một ly cà dầm đá đường của Việt Nam. Ok. Các bạn thấy chưa? Đẹp chưa? Nè, giống như nhà hàng 5 sao nha. Đấy. Bây giờ có lẽ các bạn đã nóng lòng, các bạn muốn biết cái mình ăn như có chết đâu. Ok, bây giờ mình sẽ thưởng thức cái ly cà dầm đá đường của Việt Nam. Người Việt Nam hay dầm như nè. Thì có nhiều bạn ở Bạc Liêu thì các bạn ăn rồi, có nhiều bạn ở Sài Gòn thì có thể chưa ăn. Có nhiều bạn ở tới miền xa thì có thể chưa ăn được, nhưng mà ăn nó ngon các bạn. Mình nói thiệt á. Ok. Đây là nước, bây giờ sữa và nước cà nó đã tan rồi các bạn. Các bạn ăn vô nó rất là chua, nó rất là ngọt luôn. Trong cái chua chua nó có cái ngọt ngọt, và trong cái ngọt ngọt nó có cái chua chua. Ngon. Mình làm bánh cà. Ăn mát trời ông địa luôn. Quá đã. Quá đã. Có nhiều bạn hỏi mình có biết đờn không, nó thật sự mình không biết đờn các bạn. Bởi nhưng mà các bạn hỏi nhiều quá, bây giờ mình phải lấy đờn cho các bạn nghe thôi. Đờn cho vui thôi nha các bạn. Mình chỉ biết đờn một câu thôi, ok. Thôi bỏ đi, mình đi ăn kia đã. Thì bây giờ bà kết thúc cái thưởng thức cái ly này rồi các bạn. Bây giờ xung quanh nó có muối nè, bây giờ các bạn phải uống. Bây giờ quậy nó vodka nó lên đi, tại hồi nãy mình đã quậy rồi, nhưng mà bây giờ quậy lên cho nó đều đi các bạn ha. Thì đáng lẽ mình định làm cho nó hùng vĩ lên, mình gắt cái đùi gà cho nó, nhưng mà ở nhà chưa có mua cái đùi gà các bạn. Nhà nghèo không có đùi gà các bạn. Có cái đùi heo. Ok, bây giờ mình uống ngay cái lúc mà nó có cái muối tôm Tây Ninh nè các bạn. Phải mình phải uống ngay cái khúc có muối tôm Tây Ninh mới chịu nha. Uống ngay cục muối mặn chát à. Nhưng mà cái nước kè nó thơm các bạn. Các bạn uống vô là các bạn nếu đang ăn ketchup vậy đó. Rất là ngon. Và nó rất là đắng cái mùi vodka nữa. Ok. Bây giờ thì thường thường á,
người ta sẽ lấy cái muỗng người ta đút vô, nhưng mà thôi mình là không có xài muỗng các bạn, mình ăn cái này luôn, cái này ăn được nha. Rồi bây giờ các bạn vô nhà hàng, các bạn uống một ly Bloody Mary tương kè của Mỹ, các bạn thấy cái máy người Mỹ uống này thôi. Có nhiều người họ còn lấy con tôm họ dắt xung quanh nữa để mình mượn vợ mình hai con tôm thôi. Ok các bạn ơi, bơi chôm của vợ mình bốn con tôm các bạn. Bây giờ để mình dắt lên cho nó giống cái tấm hình hồi nãy đi. À, ôi dạ, bị rớt rồi. Tôm này còn sống mấy. Đó. Thì này vợ mình đang luộc tôm bởi vì mình hay bỏ qua đi. Ok. Bạn thấy bỏ con tôm này giống chưa? Ok. Quá là đã. Công nhận á, mình nấu ăn hay ghê. Bây giờ mình thưởng thức tiếp thôi. Thì ở đây nó có cái que thịt nướng các bạn. Mình vừa ăn thịt nướng. Mình vừa uống rượu Bloody Mary, mình uống tương kè mãi. Mình uống tương kè Việt Nam, ở lộn kè dầm Việt Nam. Bây giờ mình thấy bạn mình tới đó các bạn. Các bạn biết bạn mình không? Anh Tào á, anh Tào Tháo á. Nãy giờ bạn mình chưa tới, giờ bạn mình tới rồi. Ngon các bạn. Mình nói thiệt á, cái này uống ngon lắm nha. Các bạn nào mà khó ăn á, khó tiêu á, các bạn uống này vô nó dễ tiêu lắm. Nó làm cho tốt hệ tiêu hóa của các bạn. Tại vì mình ăn uống tầm bậy gì mà không gặp Tào Tháo thì cũng uổng lắm á. Cái ly này mà các bạn vô nhà hàng các bạn uống là khoảng mười mấy đô la các bạn. Mười mấy đô la là chưa tính hai sâu thịt nha, hai sâu thịt là tính thêm 10 đồng nữa là hai mấy đô la. Nếu mà các bạn uống ly này không đó là mười mấy đô la. Bỏ thêm cộng cần vô nữa là 99 cent nữa là một đô la nữa, 22 ngàn. Công nhận người Mỹ nó chế ra cái này uống ngon thì các bạn. Các bạn có thể chế 50-50. Có nghĩa là 50% là tương kè, 50% là rượu vodka, chế vô uống xỉn á. Các bạn bỏ tương kè là 50, vodka là 10 thôi. Các bạn quậy lên, bỏ đá vô là uống là vừa chuẩn. Ngon quá các bạn ơi. Bây giờ mình lấy cái này ra cho dễ uống ha. Thì xung quanh này có rất nhiều muối các bạn. Bây giờ mình hấp cái xung quanh. Quá ngon các bạn. Các bạn thấy không? Một ly tương kè, tí đại kè dặm đá đường của Việt Nam. Kè và đá và đường và sữa. Còn một ly tương kè của Mỹ. Kè, tỏi, ớt, tiêu, rượu vodka, thịt sườn nướng. Quá ngon. Đúng là các bạn phải đi khắp nơi các bạn mới mở rộng cái tầm mắt. Nhưng mà mấy cái ông mà ông bán này á, ông sẽ phục mình. Tại vì ổng không có xài muối tôm Tây Ninh mà mình xài muối tôm Tây Ninh các bạn. Mình xài đồ Việt Nam. Mấy ông đó ổng gặp mình ổng phải sợ luôn. Ok. Như vậy là đã xong cái video
về tương cà của Việt Nam và tương cà Mỹ các bạn, ca nhầm đá đường chứ. Thì bây giờ mình sẽ kết thúc video nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Bây giờ mình phải đi tâm sự thôi, chứ mình chịu hết nổi rồi. Bây giờ để uống hết ly này rồi đi luôn các bạn, đi một lần cho nó chót. Wow, nó uống vô các bạn, nãy mình gót rượu vodka hơi nhiều, các bạn uống vô nó rất là nồng. Nếu mà các bạn đã uống rượu vodka rồi á thì các bạn biết không. Ok, bây giờ tạm biệt các bạn nha. Sayonara.